Alo, chào các bạn. Mình tên là Tuân và các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình, Tống Văn Tuân. Đúng không? Đến với các bạn hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, cái gọi là những cái bài tút về hướng dẫn body mark cơ bản. Trong đợt tới là mình sẽ làm liên tục những bài tút hướng dẫn body mark cơ bản cho đến những cái setting hay là V-Ray cơ bản cho các bạn tự học. Còn chắc là lưng cao thì mình không làm được rồi, tại vì mình không giỏi đến đến nỗi lưng cao. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn cái đặc biệt của cái bài tút của mình là sau mỗi bài tút thì mình sẽ là có những cái hình ảnh hay là những file tài liệu về bài tập để các bạn có về nhà các bạn có thể vừa xem và các bạn làm trong quá trình đợi những bài tút tiếp theo của mình, các bạn có thể làm những bài tập. Hơn nữa mình có thể những cái bài tập khó mà các bạn yêu cầu thì mình có thể làm hẳn một video về hướng dẫn những cái bài tập sau này khi các bạn học đến Turbo Smoke hay là một số những cái setting V-Ray, mình có thể làm hẳn những cái bài tập để các bạn có thể tham khảo, đúng không? Rồi. Không mất nhiều thì đợt tới này thì mình cũng định học thêm cả Revit nữa. Mình đang học thì mình sẽ làm thêm cả những cái bài tút về Revit cơ bản nâng cao. Thì ở đây các bạn ủng hộ mình nhá. Rồi, không nói nhiều mất thời gian anh em nữa, mình đến luôn nhá. Rồi, ok. Đến với bài hôm nay thì mình sẽ làm đầu tiên, mình sẽ làm tổng quan về body mark. Thứ nhất là màn hình giao diện, các đối tượng cơ bản trong 3D Max, các thông số cơ bản, các thao tác làm việc trong môi trường 3D và là hiệu chỉnh căn bản. Đây, đến với 3D Max khi các bạn mới bắt đầu thì bật 3D Max lên thì nó như thế này. À, nó có những cái ấy lên thì bạn tắt nó đi như thế này, đúng không? Thì ở đây thì mỗi một số bạn bật 3D Max lên ấy, thì nó màn hình nó không được đen như này, đúng không? Mình vào đây, mình làm hơi nhanh đó. Các bạn vào Custom, chọn cú tôm UI gì này, tiếng Anh mình chả rõ. Thì mình vào đây, nhưng các bạn ở đây của mình là cài V-Ray rồi cho nên nó có V-Ray default thì nó màu đen, còn không các bạn chọn mắc đúng không? Thì các bạn chọn xuống Material nhỉ. Thì màn hình nó ở đây trên này lúc hiển thị các bạn chọn như Arac của mình thì nó tất nhiên sẽ màu đen luôn như mình thôi, đúng không? Được rồi, về phần màu mè là ok rồi. Thì vào đây thì đầu tiên ấy, thì mình sẽ hướng dẫn đầu là xem là quên mẹ rồi. Màn hình giao diện đúng không? Ở đây là màn hình giao diện. Ở đây mình nói về màn hình giao diện. Đầu tiên là thanh title đây. Cái thanh này là thanh mà các bạn gọi là những cái file rồi là mình mới sau mình import cái file case sang này rồi như tạo những file lưu mới, tạo ra file lưu mới đó. Những cái thanh modify này. Thường thường thì nó cũng chả sử dụng nhiều thanh modify đâu, chủ yếu là những cái thanh này thôi. Rồi, thanh menu. Tiếp đến chủ yếu mình quan tâm ở đây mình quan tâm đến cái thanh này. Đây, cho để rõ. Đây là cái thanh này. Thanh này là 1, đây là 2. Đây là 3. Đây là 4. Ôi nói chung là nó cả cái chỗ này luôn. Thì mình quan tâm đến chỗ này chiều tại vì sau này làm thao tác chỉ trên này thôi. Còn đến đến buổi thứ 15 hay những bài tốt thứ 14, 15 thì là mới đến những cái chỗ này gọi là render, đúng không? Rồi quan tâm buổi hôm nay chúng ta quan tâm những cái chỗ đấy. Đó. Rồi đến đây nữa. Rồi cả chỗ này nữa. Đúng không? Đó. Những này các bạn phải hiểu nguyên lý hoạt động của nó thì mình mới thao tác được. Buổi sau mình học đến array, mình sẽ buổi sau mình hướng dẫn đến array thì nó rất là thú vị luôn, làm những bức tường gạch nói là quá đẹp rồi mẹ mình mới đầu. Rồi tiếp tục về bây giờ đấy là cổng nhìn việc thì các bạn cổng làm việc thì các bạn đang nhìn ở đây thì ở đây nó là cổng làm việc có bốn mặt, đó mặt top là mặt bằng, mặt led led là mặt bên, còn phone là mặt đứng, còn ở đây là perplexity này thì người này tiếng Anh là cái gì quá gì thì nó là phối cảnh nhá. Đây mình sẽ vẽ thử một cái các bạn thấy đó, thấy không, cái mặt bằng ở đây à? Đó, đây là mặt bằng đó, thấy chưa, đây là mặt led là mặt phải này đó. Đó, đây là mặt đứng đúng không đó, đây là mặt đứng, đây là mặt đứng, còn đây là phối cảnh. Phối cảnh thì bạn giữ an cái nó thì nó quay lung tung được, dự án này đó. Quay thì tẹo là mình sẽ hướng dẫn với các bạn về các thao tác quay cái trong body mark này đó. Các kiểu cũng là điểu luôn, là rất hay ở body mark, thích lắm, mấy buổi đầu thích mấy buổi sau chán rồi. Bây giờ đến các cổng làm việc rồi thì bây giờ chúng ta đến với các đối tượng cơ bản trong body mark. Thì body mark của nó gồm có 3 đối tượng, đó là đối tượng 3D, đối tượng 2D và đối tượng 3D ảo. Thì ở đây đối tượng mình nói về hai đối tượng trước nhé, đó là đối tượng 3D và đối tượng 2D. Thì là đối tượng
khi hiểu được hai đối tượng này thì tất nhiên đối tượng 3D tả các bạn sẽ hiểu thôi. Thì ở đây các bạn ở đây đó là cái gì đây? Đó là mặt clear. Clear và cho clear ở đây đó là book đúng không? Bạn nhìn thấy là biểu tượng đấy có một khối nên mình dùng Mach là Mach 209 nhá. Nếu mà Mach 2013 thì nó chả khác mấy đâu. Thì cũng tương tự với nhau thôi. Ở đây nhớ các bạn là mục standard Revit này, thì ở đây nó một này là một cơ bản nhất, sau này thì có những cái là như này thì nó có những hình khối khác nhau phải không? Thì ở đây chúng ta thường dùng nhất là những cái bảng này đó, được chưa? Bảng này như là book, đó là khối, và khối này kéo click chuột giữ xong là kéo lên, tức là nó khối là nó ấy thì nó phải có 3 điểm đúng không? Tiếp theo là mục clear, nó là đó, rất dễ thôi, nên chỉ việc click vào thôi, còn sau này học hiệu chỉnh thì nó mới nhiều thôi. Đó, đây là hình lón, có thể lón, có thể là lón, có thể là lón cụt đó. Ok, đây những cái khối của mình đây. Còn đây, đây tính đặt tên khi bạn đặt cho một đối tượng này rồi đúng không? Khi bạn vừa lấy click, bạn click vào đối tượng để mình chưa thoát. Click vào đối tượng này thì có tên ở đây mình có thể thay, thay 1 2 3 đặt tự cả. Đúng không? Đây là một đối tượng, đây là tên của đối tượng. Còn đây là màu. Bạn click vào đây đó. Click vào đây thì đây, click vào đây thì nó là màu của đối tượng đây. Nó đang ở màu này, bạn có thể click chọn màu này. Nếu bạn không muốn chọn trong cái bảng màu này thì các bạn vào AD Custom Layer thì phải chọn đây, tha hồ tất cả các loại màu, tất cả là 300 bao nhiêu màu ấy. À 255. Tha hồ chọn nhá. Ở đây màu nó cũng chẳng quan trọng mấy đâu. Được chưa? Tiếp theo, ở đây các thông số cơ bản ở đây thì mình nói về ở đây nói về bảng parallel, tức là cái là bảng thông số của cái hộp này. Mình ví dụ như hình khối cho dễ nhé. Đây là gọi là chiều rộng chiều cao, rồi đây là chiều cao này, đây là chiều rộng chiều rất của, nói chung là các thông số cơ bản của cái khối hộp này. Mình muốn thay đổi, bây giờ mình muốn cho cái này là khối hộp vuông đó, mình cho đây là 12, thì bây giờ mình cho 12 12 là 12 thì nó sẽ vuông đúng không? Nó sẽ vuông. Còn sau này khi các bạn học học mình sẽ làm những bài toán tiếp theo, đến cái bài toán thì mình xuất sang từ Ket sang 3D Max, thì xuất từ Ket sang 3D Max thì ta phải hiệu chỉnh cái gọi là cái gọi là cái gọi là mm, gọi là đơn vị trong 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 3D Max này đúng không? Được rồi, bây giờ mình đến các thông đấy là các thông số cơ bản rồi đó. Đó, các thông số cơ bản rồi. Bây giờ đến các thao tác trong môi trường 3D nhé. Cái này quan trọng nhất này. Nghe từ nãy giờ thôi nhưng mà thực ra chỉ cần tua nghe được mỗi đoạn này được rồi. Chạy rồi. Rồi, xóa đi nhé. Đen thôi, xóa thì cứ chọn vật và đen thôi. Nút DT gần cái nút End ấy, hay là dưới nút Insert nhé. À vừa quên nhỉ, cái đối tượng 3D. Đối tượng 3D thì ở đây gọi là đối tượng 3D đúng không? Khối hộp này chỉ 3D đúng không? Đồ hộp 3D. Đối tượng 2D thì sao? Đối tượng 2D thì bên cạnh này, shape là đối tượng 2D như đường line. Đường line đó, đúng không? Đường line rồi clear đường vào các kiểu. Ở đây ellipse cũng là đường ấy này đúng không? Đối tượng 2D thường thường vẽ những đối tượng này thì người ta vẽ trên mặt bằng thôi. Tiện tay thì vẽ trên phối cảnh thôi. Vẽ trên mặt bằng đối tượng 2D mới là chuẩn nhất, đúng không? Đây là đối tượng 2D, mà đối tượng 3D ảo là như thế nào? Nghĩa là từ cái đối tượng 2D này mình cho lên thành 3D thì nó là đối tượng 3D à? Thì ví dụ như như của mình đây, mình sẽ cho cái đối tượng này, mình sẽ click vào đấy, cái rendering ở đây, ok, mình tăng chỗ này là tăng đường tròn bán kính ở đây cho lên thì nó sẽ chính là 3D à? Đây là cái hình của mình này. Đó, các bạn thấy không? Nó chính là đối tượng 3D à? Đó. Đối tượng 3D đấy, đối tượng mà mình vẫy chút lên mình, các bạn nhìn xem nhé, mình tắt đi này đó, đúng không? Đấy là đối tượng 3D à? Ôi, ok, lại tí rồi mình nhỏ thật rồi. Đến tiếp theo, bây giờ thì đến đâu nhỉ? Bây giờ đến các lệnh nhá, các thao tác. Các bạn để ý chút cho mình vào đây, các thao tác ở đây, cái thao tác đầu tiên đó là thao tác thu phóng màn hình khung hình làm việc. Ở đây các bạn nhìn thấy bao bốn khung hình, nó khá to so với màn hình bình thường của mình. Đây đây, ở đây khá to đúng không? Thì các bạn nhớ giữ ôn W, giữ ôn W
thì nó sẽ phóng ở cái nơi màn hình làm việc của bạn. Thường thường là mình vẫn để cái này làm việc thôi, chả bao giờ mình thu đâu, chả bao giờ mình thu lại đâu, mình cứ vào cái là mình bật như này lên để làm việc với trong cái môi trường này, đúng không? Thì ở đây là khung hình làm việc như này, thì đây là số liệu mình vừa bảo rồi đúng không? Còn ở dưới này là cái gì? Ở dưới này là cái gọi đây là nó chỉ là cái miếng hộp, đây là chỉ mặt phẳng đúng không? Bây giờ các cái những thông số này là những cái thông số chia cạnh theo chiều dọc chiều ngang của cái khối hộp này đúng không? Bây giờ mình các bạn cứ tăng lên thì bạn hiểu đó, tăng cái chiều này lên, tăng cái này là đây đúng không? Và tiếp là tăng cái này thì nó sẽ tăng tất cả cái trên cái gọi là cái chiều cao này, nó tăng số cạnh lên đó. Ok đúng không? Okay. Nó chỉ có thế thôi. Tiếp theo đấy là các bạn phóng to khung hình làm việc đúng không? Phóng to dùng cứ dùng ONW thôi. Đây cái ONW đây, quên chữ các bạn. Đây, bạn dùng ONW, dùng ONW thì nó sẽ phóng to khung hình làm việc của mình ra, làm việc cho dễ dàng đúng không? Rồi, mình đen khối này đi, khối xấu kinh khủng được. Cho thông số 1 thì dễ nhìn kinh quá. 1, 1. Ở đây khối hộp, ở đây các bạn thấy một cái gọi là những cái ô ở đây đúng không? Nó như là những cái đường line, thấy khó chịu thì cái phím tắt của nó là phím G nhé. Bạn ấn G để tắt những cái này đi. Gọi là cái này gọi là cái bảng đơn vị, nó chia cho mắc, nó mặc định chia đơn vị. Mới sao các bạn đặt, ví dụ như các bạn đặt đơn vị là mm thì mỗi cái ô này của nó sẽ là một mm này, ví dụ như là 1 mm hay là 1 mét gì đấy, đơn vị của ô vuông thì cho mình gọi là mấy sau mình vẽ mình dễ dễ vẽ. Ví dụ như này mình click vào đây đó, như này đó, như này đó, chút lên đó, nhìn nó bám sát vào cái mép đấy, kiểu kiểu thế đó. Được rồi, đến với thao tác thứ hai đó là chuột giữa. Các bạn nhìn mình thu phóng khá là đúng không, nhìn nó khá là chuyên nghiệp, tại vì mình đã làm quá lâu rồi, những cái thao tác này là những cái thao tác quá bình thường, mình làm quá nhiều rồi nên là nó khá là mượt mà. Đầu tiên ấy, khi là thu phóng rồi, thu phóng làm màn hình làm việc đây, bạn thu phóng màn hình làm việc này rồi à, đấy khi muốn thu phóng vào mặt phone đó thì bạn click click đầu chuột này, không phải click đâu, mình chỉ đầu chuột vào đây xong ấn ôn cái ở đây đây, click vào nhìn này, cái vành này nó có dấu hiệu này đấy. Đấy, có dấu hiệu đấy thì các bạn click vào đây đúng không, thì sẽ nhấn nhấn chữ ONW thì lại phóng to ra, bấm phím G, các bạn bấm phím G để tắt những cái lưới đi nhìn cho đỡ hoa mắt đúng không, đó phím G đúng không? Đấy, ấn phím G tiếp theo để trở lại. Rồi bây giờ mình đã trở lại khung hình làm việc của phối cảnh, đó là khung hình này. Đến với tiếp theo đó là cái chuột giữa. Cái chuột giữa thì các bạn vào mắt cái này, bạn cứ xoay cái chuột giữa thôi, cái chuột giữa xoay lên là zoom đi zoom lại. Nhớ cái con chuột này các bạn vẽ 3D Max thì nó phải ngon ngon một chút, như là mình đang dùng là chuột full lên đấy thì nó khá ngon. Đi dùng cái chuột này, những cái chuột cùi nó phóng to, mà ấn phóng to mà tự nhiên nó lại zoom bé đi rất là khó chịu, nhưng mình học trung tâm chuột hơi cùi. Tiếp theo đó là Ctrl LZ đưa toàn bộ đối tượng về trung tâm, ví dụ như bạn vẽ một hai đối tượng mà nó bị zoom này không nhìn thấy gì đó, các bạn nhấn Ctrl On, nhấn Z thì nó sẽ trở về màn hình về trung tâm. Và khi các bạn đã chọn các chọn về tích chuột đối tượng mà nó có hình sáng này, nghĩa các bạn đang chọn đối tượng nó là bốc 1 đúng không? Khối 1 thì bây giờ chẳng may mình ấn vào cái gì đó mà nó zoom bé tí, mình chả nhớ khối nó ở đâu. Thì các bạn nhấn chọn đã chọn đối tượng rồi, hay là mình nhấn Ctrl A gì đấy, hoặc mình nhấn chữ Z thì đưa đối tượng về trung tâm màn hình đó. Đó. Tiếp theo đó là An nhấn chuột giữa xoay các nhớ ôn xong bắt đầu cộng với chuột giữa để xoay điểm nhìn. Thì sao trong phối cảnh thì có cái gọi 3D thì nó khác bọt với những cái khác, là mình có thể xoay môi trường nó, cái sau vẽ nhà thì mình có thể zoom vào trong này để nhìn toàn bộ khối ở trong công trình nó, còn nội thất trong công trình đây. Thì các bạn từ nãy giờ các bạn nhìn thấy mình xoay nhiều đó, các bạn giữ ôn xong rồi giữ cả cái chuột giữa nữa, giữ cả hai cái nhé, xong cầm con chuột xoay đó, giữ ôn giữ chuột dưới, phím của nó như sau đây. Vừa là phím Z Control này, bây giờ phím On chỗ giữa đây, phím này giữ để xoay. Nhớ là cái thao tác này không thừa, là các bạn xem này không thừa đâu, tại vì những cái này, những cái đầu tiên khẳng định sự đẳng cấp hay là những cái thao tác sau này của các bạn nhé. Cứ vẽ mấy cái khối này, những cái xuyến này đặt trên đây, xuyến này đặt trên này nhá, rồi các bạn cứ xoay thôi. À, khi vẽ xong một cái đối tượng ví như bốc này,
các bạn không 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 thể kích được ngay đâu, không 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 thể ấy được ngay. Mà các bạn bây giờ nhìn nó vẫn còn dấu cộng đúng không, vẫn 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 còn cái dấu cộng cộng đấy, tức là nó vẫn đang chọn khối là các bạn để thoát khỏi cái cốc này, mà tích vào đây là không thoát được. Các bạn phải dùng nhấn, mình phải giữ cái nút ở góc màn hình ấy, nó là ESC ESC S cái gì đấy đấy, ấn để thoát đó, mình nhấn này đó, ấn để thoát xong mình chọn, nhưng mà chọn theo di chuyển nó dấu X này, di chuyển nó dấu Y này đó. Rồi tiếp theo nó là hai cái phím mà các bạn nhìn thấy vừa mình ấn đúng không, ở đây này đó là phím F3, phím F4, các bạn ấn nhiều thì các bạn sẽ hiểu làm sao nó có tác dụng như nào đúng không. Mình xin F4 thì nó mất cái viền này đúng không, nó không có cái viền đường của 2D nữa đó. Đó, nhìn này, như khối xuyến này nó rõ nhất. Còn đây là khối F3 là nó hiển thị khung hình, nó không còn là mặt thấy lắm, nó chỉ hiện khung xương thôi. Đó, nó như là khung xương. Rồi lại có điện thoại rồi, khổ thân mình không. Stop cái. À rồi, xong rồi thì mình bây giờ mình nhắc đến những cái thanh công cụ ở bên trên nhá. Ở đây, những thanh công cụ đây. Đây là nút trở lại, undo chắc các bạn không rõ gì đúng không? Không lạ gì nữa. Đây, geometry. Ở cái bảng này thì tôi nhất là sau khi đến học V-Ray nó phức tạp một tí thì mình sẽ nói thêm về những cái thông số này. Và hôm nay thì tiếp theo là mình chọn cái phím mũi tên này nhé, mình chả rõ nó là cái gì đâu, select object này đúng không, thế là để kích vào đó thì mình chọn đối tượng dễ đúng không, thì mình sẽ không bị di chuyển khi các bạn chọn cái này này, chọn này khi mình kích vào mình chẳng may nó di chuyển, nó bị xê dịch ấy, nó Ctrl Z này, nó Ctrl Z rồi còn copy đối tượng trong 3D Max thì nó sẽ như này. Các bạn giữ phím Shift rồi kích vào một trục bất kỳ, ví dụ mình click ở đây mình đang chọn cả trục Y lẫn trục X lẫn trên Y đó, kéo ra đây nó hỏi mình, ở đây là copy insert ray, copy là mình chỉ copy đối tượng thôi, còn insert này thì mình copy tất cả thuộc tính gì đó, rồi sau này mình nói sau. Ở đây là số lượng đối tượng copy này, rồi mình tăng lên mình copy đó ra này. Rồi. Nói qua thôi, buổi sau mình sẽ giới thiệu chung, mình sẽ làm kỹ về cái đấy, tại vì buổi sau còn có array nữa mà đúng không. Nào bật F3 lên nhá, cái này F3 F4 mình vừa nói rồi. Rồi đến cái công cụ như là đây, như là chọn đối tượng, còn click vào cái chỗ mà mũi tên mà có nhiều bảng như này đó. Đó. Đây đây nữa, hai cái này thì nó có ý nghĩa gì. Cái này là chọn đối tượng theo tên, ví dụ ở đây của mình, ở đây mình đặt là bốc 1 đúng không, thì bây giờ mình kích vào bốc 1, ở đây là bốc 2, thì mình muốn chọn thường thường là một đối tượng. Bây giờ bạn có nhiều đối tượng lắm, ví dụ như ở đây bé tí, ở đây nhiều đối tượng mình không chọn được, nhưng mình biết nhớ tên cái đối tượng này, ví dụ như mình đặt tên cho nó 123 đi, enter, mình chọn đối tượng này, mình bây giờ mình zoom mình chả biết đối tượng 123 đâu thì mình nhấn vào đây, mình gọi đây có đối tượng 123, click chọn, mình nhấn phím Z để trở ra trung tâm mình màn hình làm việc đúng không. Ok. Nhãn ở đây nó chưa nhẵn tại vì nó chưa tăng cái selection, gọi là tăng cái chế độ như những cái cạnh cạnh này. Mình vào đây tăng số là lên nó sẽ nhẵn đó, và tăng gọi là segment quên mẹ nhiều ai bác cũng chả nhớ đó. Rồi, ok trở về với cái bảng bốc đó. Cơ bản nó chỉ thế này thôi, còn những cái cao thủ xem thì đừng có chôn nhá. Tiếp theo ở đây là hai cái bảng chọn là mình ấy rồi, cái này là cái cách mà mình chọn, thường thường là các bạn kích vào chuột đó, cái này là kích kích hoặc là quét, quét thì là hình vuông, khi chọn vào đây thì kích vào đây hình tròn này thì hết, về đây mình chọn hình tròn đúng không, hình tròn ở đây là cái gì, cái này là cái khi mình tích vào đây thì các bạn bình thường các bạn quét ở đây nó chạm một tí thì nó không chọn cái hình vuông này đâu, các bạn phải tích vào đây phải cả cái vòng tròn này phải vừa vừa với cái hình vuông ấy, hay là cái khối hộp này thì nó mới chọn đó, thấy chưa? Bình thường nhá, mình tích ở đây, đó, không chọn đâu. Đó, thì ý nghĩa của nút này là vậy. Tiếp theo đó là lúc movie, movie nó là di chuyển đúng không? Movie rất thích là move đúng không? Tất cả đàn ông rất thích move. Rồi, đây thì di chuyển đây, movie ở quên chưa? Thay đổi cái đây này, di chuyển đúng không? Thì một số bạn khi vào mình ấn nhầm cái nút gì đó, ấn nhầm cái nút mà nó không có cái xanh xanh như mọi người ấy, thì cái xanh thì đó là nút X nhé. Bạn chọn vật xong nhấn nút cái nút X thì nó hiển thị ra cái đầu xanh này đúng không, g g tắt này, di chuyển thì sau hôm nay thì các bạn sẽ làm được cái gì, sau hôm nay về các bạn dựng một cái bàn như mình, cái bàn đơn giản nhất ấy. Cái bàn mà ngày và các cụ ở quê đóng gỗ thì mình như này nhá, như này bật mặt tốp lên, các bạn chịu khó bật nhìn nó sau sau thao tác sẽ ngon lắm. Đây ví dụ như cái mặt bàn như này
cũng có thể là cho số liệu đi, ấn bừa đi, số liệu chiều rộng này rồi, nhưng cái chiều cao của nó cho thấp thôi nhá, cho cao quá thì nó dày cái bàn nó chẳng ra gì. Nhấn về mặt P đó. Rồi. Nhấn về mặt P thoát đi, đây cái bàn của mình như này đó. Bây giờ mình cho mặt ép đó, mặt ép là mặt tốt, mặt đứng ấy. Đây mình cho khung hình này cho dễ đúng không, thế là mặt đứng ấy. Đây đây mặt phone này thì bắt đầu các bạn vẽ thêm những khối bốc thêm cho mình, gọi là cái bàn mà. Các bạn cứ zoom gần này mà vẽ. Để những cái thao tác đầu mình có chưa có chế độ bắt điểm thì mình cứ vẽ thao tác đơn giản này thôi. Rồi đó. Ok nhìn này, các bạn nhìn này. Ở đây nó như này. Đó. Ừ, cho bé thôi. Ok. Thế mình quay đây. Mình nhấn phím ôm. Quay mặt P. Đấy, tại sao vừa ấy mình bị méo hình đúng không? Ví dụ như này mình các bạn nhìn thấy hình nó bị méo. Đó, hình nó bị méo. Méo tại sao? Tại vì đây nó đang ở khung khung này là khung top. Tức là nó không phải là môi trường 3D, khi mình xoay thì nó sẽ bị bóp méo hình. Thì các bạn làm nào để hết cái này, các bạn nhấn P cho mình, nó là trở về phối cảnh đó, trở về phối cảnh, zoom ra ok thì nó sẽ không bị méo nữa. F3 để hiển thị màu cho nó dễ nhìn đúng không. Rồi mình cho sang mặt top, mình copy sang mặt top để mình xong mình nhấn F3 để dễ nhìn cái khung này đó. Xong chuyển mục movie, mình giữ shift cho mình, giữ shift để copy à, copy ra cái chân thì bàn nó có 4 chân. Ở đây mình cao thủ mình làm 2 chân. Rồi thế nhá. Rồi thế đây hôm nay là movie rồi nhỉ, thì tương tự như hai cái này cũng như vậy này, hai cái này một cái gọi cái này gọi bạn bạn nhìn lên biểu tượng xoay ở đây 145 độ. Ở đây thì xoay ở đây thì nó là phím rotate selection and rotate, tức là xoay đối tượng. Ở đây mình muốn xoay này, xoay cái chân bàn nữa, xoay đến buổi sau nó sẽ có cách mà xoay mà không phải là tâm của nó, tại vì bây giờ nó đang xoay là xoay xung quanh tâm của nó. Còn buổi sau có mình sẽ hướng dẫn về thay đổi tâm thì bạn sẽ có thể xoay thì có khác nữa, rất là hay đó. Muốn trở về thì Ctrl Z đúng không, kích chuột đây, chọn phím Rotate thì phím tắt của những cái này nhé, phím tắt của phím Movie này nó là phím W, thì thường mình nhấn Up W thì nó cứ sang cái này, nhưng mà thôi mình ở Movie thì mình cứ kích chuột thôi. Còn phím Rotate là viết tắt, lệnh tắt của nó là chữ R trên bàn phím đúng không, mình kích vào đây mình kích chữ R nhé. R Rotate nó là phóng to thu nhỏ đó, phóng to thu nhỏ đấy, đây là phóng to, đây là phóng to theo chiều này, đây là theo chiều x và z, đây là phóng to theo chiều x y đó. Thấy chưa, thường thường mình toàn phóng to cả cả x y z thì nó sẽ không bị méo hình nữa. Các bạn phóng to theo x y nó dễ bị méo như thế này đó, hình nó méo mà mình không kiểm soát được cái độ lớn. Mai sau này mình còn học ấy nữa, mình còn học mấy cái gọi là cái số liệu về dựng nhà kết polymax mà mình phóng to ở đấy thì nó rất là nguy hiểm đúng không. Rồi thôi nhá, buổi hôm nay thì mình giới thiệu qua đấy, buổi sau thì mình sẽ giới thiệu sang Array, thì giới thiệu qua một chút Array cho các bạn thích nhá. Nhớ là về xem thì về làm cho mình cái bàn nhé, mình đẹp đẹp vào, ai làm thì áp ảnh lên thì mình sẽ gửi thêm file tài liệu về cái này cho, ai làm đẹp thì mình sẽ gửi đó. Ok, ở đây mình sẽ làm Array thử buổi sau các bạn làm nhé. Ví dụ mình tạo ra một khối bốc một viên gạch như này đúng không, rồi tắt đi, mình vào đây mình hiện trọng tâm của nó, mình di chuyển trọng tâm của nó đi, không phải là di chuyển, không cần thiết di chuyển nó, mình vào thúc chọn array đó, array theo trục gì, theo trục x đúng không, cho là 10 đối tượng, cho 10 đối tượng thôi được rồi, nhưng mà chữ preview trục x bắt đầu mình kéo ra này, bạn nhìn này, ôi thấy chưa đó. Xong bây giờ xong ok là mình chuyển sang tiếp, mình x trục theo trục mà không thể trục x nữa thì mình cho đây là 5 hàng gạch nhé, thì di chuyển bên tiếp theo nó sẽ là theo trục y đi à, không phải trục y, vậy đây trục z, này đó ok nhé, sẽ thành hàng gạch nữa. Hàng gạch thì thường thường nó phải so le, bật về mặt top rồi bật về mặt phone, bật về mặt mặt này thì đẹp ngon hơn. Ở đây nhé, ta phím g cho bạn dễ nhìn. Ở đây mình chọn đối tượng đúng không, chọn đối tượng này, giữ Ctrl để cho nhiều đối tượng cùng một lúc, nhấn về mặt P đúng không, bật F3 lên không phải mặt F, mình di chuyển sang này đó, ok hàng gạch của các cụ cách đây 25. Thôi rồi, rồi bài hôm nay mình giới thiệu về như này, có cái gì bài tút gì có cái gì thì các bạn ấy nhá, đóng góp ý kiến trên YouTube cho mình. Rồi, rồi chào các bạn.